Hello các bác nhá. Em giới thiệu các bác một cái máy cạo râu này các bác này, của Panasonic, siêu đẹp luôn các bác nhá. Mã ES là LV7D, đời 2019 này, in Japan các bác nhá. Dòng 5 lưỡi này, có hộp sạc để vệ sinh máy các bác nhá. Đây con này các bác cắm điện vào đây. Đó, cục sạc đây này các bác này. Đây, nguyên bộ đi theo cho các bác là sẽ như thế này, bật đây. Đó. Ở con máy này đầu tiên nó về rất là đẹp các bác nhá, nhưng mà đây này các bác này. Lúc khi mà vệ sinh máy em lại xịt nhầm bằng cái lọ dung dịch, đâm ra là nó bị bạc màu mất cái nhựa ở đây. Đấy, bạc màu mất cái nhựa ở đây. Còn ngoài ra thì nó không có vấn đề gì hết các bác nhé. Đây, máy rất là sạch đẹp luôn. Đó. Em bị vệ sinh nên nó bị bạc màu. Con này bình thường thì chắc phải bán cho các bác tầm đó 3 triệu rồi. Đấy, 3 triệu. Nên hơi bị bạc màu đấy thôi, chả vấn đề gì, ảnh hưởng đến máy hết. Màng đẹp. Thanh lý con này cho các bác là 2,2 triệu các bác nhá. Đó. 2,2 triệu. Đợi 2019. Đấy, bác nào lấy thì alo em nhé. Thank you các bác.